Bánh đa lem. Bánh đa lem thì các bạn có thể làm từ những làm tự làm từ những nguyên liệu ban đầu như là thịt, như là bánh đa lem và như là như vỏ bánh đa lem và những cái loại rau để làm. Thì hoặc có thể là khi mà các bạn không muốn tự cuốn tự làm sẵn thì các bạn có thể mua sẵn. Thì đây là một loại bánh mà người ta gói sẵn nhưng mà nó vẫn sống. Muốn ăn được thì các bạn phải rán lên. Nó còn có một loại nữa là mọi người gói và rán sẵn ở tại chảo, các bạn mua về chỉ việc ăn thôi, nhưng mà cái loại đấy thì người ta chỉ bán vào chiều tối ấy. Thì ngày Tết thì người ta không bán cái đấy, cho nên là mình sẽ mua cái loại bánh mà đã gói sẵn rồi và chỉ việc rán lên thôi. Thì với cái loại bánh này thì thông thường là người ta sẽ có cái ghim ở vùng quanh như này này, bạn chỉ cần lạnh mạnh cái này ra là bạn sẽ mở ra được như thế này. Thì đối với trường hợp mà ăn vã bánh đa lem thay cơm và thay rau thì bạn sẽ cần khoảng 2 đến 3 hộp tùy theo sức ăn của mỗi người cho một bữa. Còn nếu như trường hợp mà trong tức là nếu như trường hợp bạn ăn mà bữa ăn chỉ có bánh đa lem không ấy, thì bạn sẽ cần nhiều lên. Còn nếu như trường hợp mà trong bữa ăn mà có cả thức ăn khác và có cả rau thì bạn sẽ rút đi làm sao cho nó vừa ăn là được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, à quên, mình sẽ thực hành rán bánh đa nem nhé. Đun khô không còn một giọt nước nào, sau đấy là các bạn bỏ dầu vào chảo, xong là đun nóng dầu. Đấy, khi mà cho đũa vào nó sôi lên như thế này có nghĩa là dầu nó già rồi, nó bắt đầu là cho nem vào rán. Đây nhá, cái hộp nem bình thường nó như thế này, các bạn sẽ lấy cái số lượng nem mà các bạn muốn rán, một hộp, hai hộp, hay ba hộp là tùy. Nó là như này này, các bạn bình thường nó như này nhá, các bạn muốn bóc ra, các bạn sẽ cậy nó ra. À, đây này, các bạn chỉ cần các bạn dùng hai tay thì nó dễ hơn là một tay. Đấy, cậy nó ra như này, thế là nó bị ấy ra là có thể lấy được. Khi mà các bạn bóc vỏ hộp ra thì cái hộp nem nó sẽ như thế này, thì các bạn sẽ lấy ra rán, thì mỗi hộp sẽ đều bóc theo cách như vậy. Đây nhá, khi mỡ nóng già thì cho nem vào rán. Trước khi rán thì lên cho nem để giã đông cho một tí để cho nó hết nước đi thì nó không bị bắn mỡ. Cứ thế cho lần lượt vào đầy chảo. Trong trường hợp mà các bạn rán nhiều ấy, hai hộp, ba bốn hộp, hai hộp, ba hộp gì đấy tùy theo sức ăn. Thì thức ăn trong một bữa ấy, thì có thể là các bạn sẽ không rán được tất cả một lần, thì các bạn sẽ rán ra làm nhiều mẻ và đựng vào nhiều đĩa. Nếu mà có đĩa to đùng thì đựng vào nhiều đĩa, nhưng thì đựng vào một đĩa, nhưng mà đa phần là cái đĩa thức ăn trong gia đình ấy thì sẽ chỉ được sẽ đựng vào đĩa nhỏ một thôi. Các bạn đừng rán dày, đừng đừng để dày quá, bởi vì là nó sẽ dính vào với nhau, nó xấu cái nem, cho nên các bạn cứ để khoảng cách thưa như này nhé. Còn đâu số thì đây là hệ thống tự ngắt, cho nên là khi mà mỡ nóng rồi thì điện tự ngắt. Đấy, bây giờ nó lại tự lên đấy. Thì để số nhỏ nhất, số 1 nhé. Đấy. Các bạn xem nhé, khi mà kiểm tra này, phía dưới này, nó vàng vàng rồi là được này. Cái này là hơi cháy quá này. Đấy. Đây, nó cứ vàng non non như này, lật xong rồi tí lật lại sau. Đấy. Đấy, nó vàng như này là được này. Cái này lại hơi cháy quá này. Như tầm cái giữa này là được này. Ôi, cái này cũng cháy quá à, nhưng mà không sao, vẫn ok. Đây nhá. Rồi, cái này hơi non tí lật lại sau. Xong rồi bắt đầu lại đợi tiếp, bật xuống nhỏ nhất. Các bạn nhìn nhá, vừa lật trên lật dưới này. Xong các bạn nhìn này, cái góc này nó vẫn trắng này, trong khi hai cái góc bên cạnh này nó được rồi này. Thế thì úp cái góc trắng này xuống này, cứ 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 lật như thế, lật bốn vòng quanh cho đến khi nó chín đều thì thôi. Những cái khác cũng thế, tương tự như thế nhá, cứ làm tương tự như thế nhá. Đây nhá, các bạn cứ nhìn này, nó khoảng cần non 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 thì cái này nó rất là, cái loại lem làm sẵn này nó rất là nhanh cháy, cho nên chỉ cần khoảng tầm như thế này là được rồi này. Đấy, mấy bữa trước mình ăn thử rồi thì là cái tầm non non này là vừa, chứ còn như này là hơi cháy, hơi hơi già đây này. Cái này bên trên thì cháy, bên dưới thì ấy này. Đây này, hơi non, cái phía dưới này hơi non, như cái miếng vừa xong ấy, nó bốn vòng quanh nó cứ như thế là được. Đây này, cái này cũng hơi non, dán tí nữa. Nó cứ khoảng chừng mà nó như thế này này, cái độ nó bốn vòng quanh nó cứ như thế này này, như thế này là đẹp, là hoàn hảo này, màu nó hơi hơi vàng mà nó lại không cháy. Đấy. Như này, đấy, như này là vừa đẹp mà ăn nó không bị
Ăn nó không bị ấy, màu nó đẹp mà ăn nó không bị non cũng không bị già. Tầm này là vừa. Mấy lần trước mình ăn thì mình thấy khoảng chừng này là vừa ngon. Còn nếu mà như thế này là hơi kỹ nhá. Đấy. Còn đâu như thế này thì lại hơi non quá. Nó cứ khoảng ra cái chừng mà màu nó cứ như thế này này, tầm này là vừa đẹp luôn. Các bạn cứ dán như này bốn vùng quanh nó được, như này là được. Thì khi các bạn gấp bớt ra rồi thì các bạn lại cho thêm vào. Cho nó đỡ trống chảo. Đấy. Cho thêm vào. Cứ như vậy, không để trống chảo, để cho nó nhanh. Trong khi chờ những cái kia được thì là cái này ấy để cho nó tiết kiệm thời gian. Nó đỡ phí lửa. Đây là thành phẩm các bạn nhé. Đây là đĩa lem mà các bạn đã rán xong. Các bạn lưu ý là bởi vì là tức là trong trường hợp mà cái lượng nem bạn ăn một bữa mà nó nhiều hơn so với lại một cái đĩa mà cái đĩa trung bình mà nhà bạn có đấy thì bạn không nên lèn đầy, bởi vì là không nên cố lèn, bởi vì làm sao? Bởi vì cái loại lem này này nó rất là dễ rơi. Nó dễ rơi trong quá trình vận chuyển và cả trong quá trình bạn ăn ấy, nó cũng rất là dễ là lăn xuống dưới bàn ăn, dưới mâm ăn nó rất là bẩn. Chính vì thế trong trường hợp mà bạn ăn nhiều hơn như thế này thì bạn nên dùng vài cái đĩa thì để san các đĩa xong rồi bỏ ra, thì như thế nó sẽ tốt hơn là cố chồng thật đầy lên để cho đỡ phải rửa đĩa nhiều. Thế nhá. À, quên. Cái này các bạn sẽ hòa nước mắm chua ngọt với cà rốt với đu đủ để chấm, hoặc là các bạn cũng có thể là dùng cái túi nước chấm mà có sẵn trong túi nem đổ ra và chấm nhé. Các bạn không thích bày ra đĩa tròn thì các bạn cũng có thể là bày ra đĩa dài. Thực ra mình thấy là cái đĩa dài này bày được nhiều hơn và nó sẽ gắp nó dễ hơn là so với cả đĩa tròn đấy. À, các bạn nên ưu tiên bày vào đĩa hình bầu dục. Thế xong rồi bắt đầu là hết đĩa bầu dục thì bắt đầu mới bày sang đĩa tròn để gắp cho nó dễ ăn.